Cô Trinh xin chào tất cả các con. Các con ơi, thời gian vừa qua chúng mình nghỉ ở nhà có buồn không? Có nhớ các cô và các bạn của mình không nhỉ? Cô Trinh rất nhớ các bạn nhỏ ở trường mầm non Sao Đỏ đấy. Nhưng các con cũng đừng buồn, vì chúng mình có thể gặp các cô giáo của mình ở trên màn ảnh nhỏ cơ mà. Và ngày hôm nay, cô Trinh cũng sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện. Đó là câu chuyện Dê Con Nhanh Trí. Chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé. Dê con nhanh trí. Trong một ngôi nhà nọ, có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm, trước khi ra đồng ăn cỏ, dê mẹ gọi dê con lại và dặn: "Con ở nhà ngoan, mẹ đi ra đồng ăn ít cỏ tươi để có sữa cho con bú. Khi ở nhà ai gõ cửa, con cũng đừng mở. Nếu không, chó sói sẽ vào và ăn thịt con đấy." Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: "Thế mẹ về thì làm thế nào để con biết mà mở cửa?" Dê mẹ khen con thông minh và nói: "Khi mẹ về, mẹ sẽ nói: 'Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi.' Và thế là con sẽ mở cửa cho mẹ." Nhưng con chó sói hung ác đã nấp ở gần đó. Nó nghe hết câu chuyện của dê mẹ và dê con. Khi dê mẹ vừa ra khỏi cửa thì nó tiến đến và gõ cửa. Cạch, cạch, cạch. "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con vừa nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra định mở cửa, nhưng nó nghe thấy giọng ồm ồm không giống như giọng của mẹ. Nó liền nói: "Mẹ đấy ư? Sao hôm nay giọng mẹ lại ồm ồm như thế?" Còn chó sói liền nói: "À, hôm nay mẹ đi ra đồng bị cảm gió nên bị khản tiếng ấy mà." Dê con vẫn còn ái ngại, nó liền nói: "Mọi lần mẹ về, mẹ vẫn hay thó chân vào khe cửa, con nhín một cái là biết ngay." Còn chó sói lại nói: "Ờ, mẹ dẫm phải gai, chân sưng vù lên, không cho vừa khe cửa nữa. Con cho mẹ vào nhà nhá." Dê con liền cúi xuống nhìn dưới khe cửa thì nó nhìn thấy cái chân đen xì lem luốc của con chó sói. Nó liền bảo: "Thôi thôi anh sói ơi, anh cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về mẹ tôi lại húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Sừng của mẹ tôi nhọn lắm, cái chân của anh đen xì thế kia ai còn lạ gì nữa." Sói bị lộ, nó liền bỏ đi, nhưng nó vẫn nghĩ cách để lừa dê con. Nó đến cửa hàng làm bánh, đợi cho bác làm bánh đi vắng. Nó nhảy vào thùng bột, làm cho bốn chân của nó chuyển thành màu trắng. Một lúc sau, nó quay lại, đến nhà dê con và gõ cửa. Cạch, cạch, cạch. "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Nó thấy lúc cúi xuống nhìn thấy chân của con chó sói toàn là màu trắng. Bị lộ, con sói vội vàng bỏ đi, nhưng nó vẫn nghĩ cách để lừa dê con. Nó đến một cửa hàng làm bánh, đợi cho người làm bánh đi vắng. Nó nhảy vào thùng bột, bột dính đến đầu gối, làm cho chân của nó chuyển thành màu trắng. Nó lại quay trở lại và gõ cửa nhà dê con. Cạch, cạch, cạch. "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra. Nó cúi xuống khe cửa, nhìn thấy bốn chân là màu trắng giống như chân của mẹ nó. Nó vui mừng, nhưng cái mũi thính của nó ngửi thấy mùi gì đó hôi hôi chứ không thơm mùi sữa.
giống như mẹ nó. Nó liền bắc ghế, treo lên và nhìn xuống khe tường, thì nó thấy một đôi tai nhọn hoắt, đen sì và lem lúp của con chó sói. Biết ngay đó chính là con chó sói. Anh sói ơi, tai anh đen và nhọn hoắt thế kia chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Anh sói hung ác ơi, anh cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Sừng của mẹ tôi nhọn lắm. Con chó sói bị lộ liền chạy đi. Nó cố giấu hai đôi tai nhem nhúc của nó đi, nhưng không thể nào giấu được. Khi nó chưa kịp quay trở lại, thì dê mẹ liền trở về và gõ cửa. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con nghe đúng giọng của mẹ rồi. Nó cúi xuống nhìn qua khe cửa, thì thấy chân của mẹ nó màu trắng, đúng là chân của mẹ rồi. Nó bắc ghế, treo lên và nhìn qua khe tường, thì thấy đúng là tai của mẹ rồi. Dê con vui mừng liền mở cửa và ôm mẹ vào lòng. Nó kể câu chuyện con chó sói đến và lừa nó như thế nào. Dê mẹ khen con thông minh và nhanh trí. Rồi sau đó, dê mẹ cho dê con bú một bữa sữa ngon lành và no lê. Các con ạ, câu dê con nhanh trí kể về hai mẹ con chú dê con và con chó sói hung ác đấy. Khi dê mẹ ra ngoài đồng ăn cỏ, để dê con ở nhà một mình, con chó sói hung ác đã tìm mọi cách để ăn thịt dê con. Nhưng nhờ vào sự thông minh và nhanh trí của dê con, nó đã đuổi được con chó sói hung ác và không bị chó sói ăn thịt. Các con ơi, câu chuyện dê con nhanh trí còn được cô Trinh chuyển thể thành một kịch bản dối đấy. Chúng mình hãy cùng đón xem nhé. Kịch bản dối dê con nhanh trí xin phép được bắt đầu. Dê con nhanh trí. Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm trước khi ra đồng ăn cỏ, dê mẹ dặn dê con: "Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa con cũng đừng mở nhé, nếu không thì con sói sẽ vào và ăn thịt con đấy." Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: "Thế mẹ về thì làm thế nào mà con biết mà mở cửa?" Dê mẹ khen con thông minh và dặn con: "Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói: con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Và thế là con mở cửa cho mẹ." Nhưng con sói hung ác đã nấp ở gần đó, đã nghe thấy dê mẹ dặn dê con như thế rồi. Dê mẹ vừa đi khuất thì con sói hung ác đã chạy lại và gõ cửa. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra. Nghe đúng câu mẹ dặn, nó định mở cửa, nhưng nghe tiếng ôm ôm không giống tiếng của mẹ. Dê con liền nghĩ ra một kế và bảo: "Mẹ đấy ư, sao hôm nay tiếng mẹ lại ôm ôm thế?" Con chó sói sợ bị lộ nhưng vẫn khôn ngoan trả lời: "Mẹ ra đồng bị cảm gió nên khản tiếng đấy mà." Dê con vẫn còn ngại: "Mọi lần mẹ về, mẹ vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà. Chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay." Con chó sói lại tìm cách chống chế: "Mẹ dẫm phải gai, chân sưng vù lên, thò vào khe cửa không vừa nữa. Con mở cửa cho mẹ vào nhá." Dê con cúi sát xuống đất, nhìn qua khe cửa. Nó thấy cái chân lem luốc, đen xì của con chó sói. Nó bảo chó sói: "Thôi,
Thôi anh sói ơi, chính là anh rồi. Anh cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Chân anh đen xì xì thế kia, ai còn lạ gì nữa. Bị lộ, con chó sói vội vàng bỏ đi. Nó đến cửa hàng làm bánh, chờ cho bác thợ bánh đi vắng. Nó nhảy vào thùng bột, bột dính đến đầu gối, làm cho bốn chân của nó biến thành màu trắng. Xong xuôi nó chạy về và gọi dê con. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con vội vàng chạy ra, nó ngó qua khe cửa thì thấy rõ ràng bốn chân là màu trắng, giống như chân của mẹ. À, chính là mẹ về rồi. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi, chứ không thơm mùi sữa như của mẹ. Dê con ngần ngại. Dê con ngách cổ nhìn qua khe tường. Nó thấy hai cái tai lem luốc và nhọn hoắt. Thôi, đúng là tai sói rồi. Dê con gọi cho sói và bảo: tai anh đen và nhọn, chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Thôi anh sói ơi, anh cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Sừng của mẹ tôi nhọn lắm. Con sói sợ bị lộ, vội vàng bỏ chạy. Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tai lem luốc và nhọn hoắt mà không được. Nó chưa dám trở lại thì dê mẹ đã về và gõ cửa. Cạch cạch cạch, con sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con nghe đúng tiếng của mẹ, nó cúi xuống nhìn qua khe cửa, đúng là chân của mẹ rồi. Nó nhìn qua khe tường, đúng là tai của mẹ rồi. Nó mở ngay cửa cho mẹ vào và kể chuyện con chó sói đến lừa cho mẹ nghe. Dê mẹ ôm con vào lòng và khen con giỏi. Các con ơi, qua câu chuyện dê con nhanh trí, các con nhớ là phải học tập bạn dê con. Khi ở nhà một mình, không được mở cửa cho người lạ, không được đi chơi xa khi không có người lớn đi cùng. Các con đã nhớ chưa nào?